Rồi, vậy thì giờ thôi mình sẽ tắt thành cái project mới đi. Và sau đó chúng ta sẽ apply cái trang Photoshop vào trong này. Ok, gửi tin mời tôi xem. Rồi, các bạn vào trong clip ha. Chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức từ bây giờ mình dựng template đó. Bây giờ mình sẽ đi tạo template ở trong cái project này. Tạo một cái project mới. Đây là Miss Web Project. Rồi. Rồi, finish luôn. Web XML ha. Đó, dựng giống như lúc nãy. Rồi chúng ta sẽ đi tạo ra cái trang nội. Mở tạo cái file web.xml, mình sẽ chỉ ra có cái trang nội. Sao hết rồi anh? Ok, không biết phần gì. Anh tên nhóm. Rồi, chúng ta cũng sẽ tạo ra cái trang mồi redirect này luôn đi các bạn, trong web trình tên. Đó, mình dựng từ từ ra ha. Rồi, có cái trang mồi. Rồi, cái trang mồi xóa hết các team mail đi, còn đi tới đâu thì mà để tính sau. Rồi chưa? Vậy thì bây giờ các bạn vào trong cái file template mà hồi nãy thầy gửi đó. Chúng ta vào trong cái folder template user. Template user. Có cái folder flower shop. Được ha. Thì đó là cái bộ HTML. Thì sau này đi làm thì designer nó sẽ thiết kế xong các cái layout chuyển tới mình. Mình có nhiệm vụ chuyển thành web động. Được rồi. Rồi, vậy thì giờ ở đây chúng ta có ba cái folder CSS, email và JS. Thì chúng ta sẽ copy ba cái folder này bỏ vào trong cái process của mình. Ok. Thì thường á là thầy sẽ tạo một cái folder, thầy đặt là folder access để thầy chứa mấy cái file CSS, email và JS ở trong web content. Thầy tạo một cái folder access tương đương với folder content ở trong admin MVC á. Để tạo cái folder access này. Kính mời mọi người. Rồi chúng ta sẽ copy ba cái folder status, email, CS vào folder access mà chúng ta vừa tạo. Mà bây giờ tạo một cái folder template, nó tương đương với folder share ở trong admin MVC của mình đó. Trong view có folder share đó. Vậy thì bây giờ chúng ta trong web content mình tạo một cái folder mới, folder template. À, thì thường là mình có hai cái template user và template admin. Đúng chưa mọi người? Vậy thì bây giờ mình giả sử mình làm cái user thôi. Vậy thì trong cái folder template này, các bạn tạo một cái file zip mới. Thầy đặt là template.zip. Đó. Do đó mà bố cái đồ set của mình ở ngoài là chỉ có cái file redirect như vậy thôi. Còn nhiều là mình sẽ chứa vào cái folder từ mình ra. Rồi. Rồi, vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là bây giờ chúng ta sẽ copy toàn bộ cái HTML ở trong cái template để bỏ vào trong cái file HTML á, để bỏ vào cái file template.cp này. Được ha. Rồi, vậy thì bây giờ mở cái file index.html. Mở file index.html trong cái bộ template Photoshop và hình ảnh select đó. Mở bằng Notepad xong rồi đỡ bằng cái gì tùy ý để mình lấy cái bộ HTML của nó. Index.html. Ví dụ này mở bằng Notepad nè. Được.
mình cóp hết cái mớ HTML của nó luôn. Chúng ta sẽ đi bám vào ở trong cái file template shipping đó, định xóa cái sao ba ở đầu nha. Rồi, mình cóp hết vô, mình dục cái này. Đó, như vậy là đưa được cái bộ template qua rồi. Cóp hết luôn rồi. Thành đưa. Rồi, nhớ giữ cái ready account bay lên được sao ba đồng tiền. Rồi, bắt vô cái file template.zip. Mình sẽ cần có những cái serverless nè. Thứ nhất thì bây giờ nếu mà mình nhìn vào trong cái giao diện này á, thì các bạn thấy thứ nhất là mình có cái serverless không? Cái thứ hai là có AWS. Và cái thứ ba đó là về sản phẩm thì chúng ta có một cái trang flower, một cái special gift và cái trang detail. Có nghĩa là một cái serverless chúng ta cần xử lý 3 hành động. Lít chuột vào đây cái gọi về Rodot nhưng mà show ra các cái sản phẩm này. Lít chuột vào đây show Rodot nhưng mà show ra theo dạng special. Lít chuột vào đây show ra sản phẩm nhưng show dạng detail. Như vậy là một cái serverless chúng ta xử lý nhiều hành động mà sẽ mới làm của 1, 2, 4, 3. Và đồng thời các bạn thấy tài khoản chúng ta cũng sẽ có hai hành động đăng ký và đăng nhập. Thì một serverless thực hiện hai lần nữa để cho mọi người đó. Do đó bây giờ trong trường hợp này chúng ta build cái serverless thơm trước đi. Vậy thì bây giờ tạo ra một cái bucket controller để chúng ta load cho nó lên cái template không rồi tính nữa. Rồi, bucket controller. Trong này chúng ta sẽ đi tạo ra một cái thơm controller serverless ha. Thơm controller. Rồi, chỗ này cho nó là hợp hạt vọng của serverless. Vậy là cái trang mồi của mình là chúng ta cho nó mồi về cái ông hơn này. Đúng không các bạn? Vậy thì mở trang mồi chúng ta cp2.forward đưa về hơn đi các bạn. Cho nó mồi về hơn. Rồi, thì cp2.forward gọi về hơn. Xong cái trang mồi đó, vậy thì chọn rồi sẽ chạy thì nó quét vào trong web XML, nó gọi về những cái chân mồi redirect này, trong redirect khi nó chạy lên thì nó sẽ gọi về serverless. Trong cái home controller này chúng ta sẽ đi có cái view con đúng không, đúng không mọi người? Do đó nó mất mỗi cái serverless các bạn tạo cái folder tương ứng, vậy thì thầy sẽ tạo cái folder home ở trong web content giống như thầy mình làm đó. Ở trong cái folder home này các bạn tạo cái file index.cp được ha. Vậy thì trong folder home new một cái file mới index.cp có nhiệm vụ là mình pin loop vào trong cái template chứ gì nữa, đúng chưa các bạn? Xóa hết nó đi để mà mình sẽ đưa đúng cái khu vực của nó thôi. Đó, như vậy là mình đã chuẩn bị được mấy cái trang cần thiết rồi. Điểm hơn lắm ơi. Rồi, vậy thì giống hệt như hồi nãy, mỗi cái xử lý cuối cùng đều phải load cái template lên, chỉ cái khu vực thay đổi là gì ra để cho mọi người. Vậy thì trong cái hơn controller này cụ thể là cái hàm NuGet, chúng ta load cái template kia lên kìa. Vậy thì giờ để test thử trước cái qua tới là điểm thì nó được cái gì rồi. Thì giờ vào trong hơn controller đi các bạn, chúng ta vào NuGet nè. Và chúng ta sẽ đi load cái template lên Get Request Dispatcher. Chỉ ra đi tới cái folder template, gọi cái file template.zip ra. Chúng ta có folder Request và Response. Rồi, load chạy thử cái coi cái thời điểm này nó được cái gì rồi. Rồi thử cái đây mọi người sai nhỉ. Để
sai đường dẫn nhưng mà nó ra được cái nội dung đúng không? Đó, cần là cần cái nội dung đó đó. Được ha, cái điều nó không ăn sẽ chết thôi, mình cứ sửa đồ ăn. Đó, vậy thì giờ trong trường hợp này chạy lên thử cái có tới là điểm này được cái gì rồi. Rồi chạy lên, vô. Rồi, lên điểm này. Rồi, đó, như vậy là đúng. Đó, tới điểm như vậy là đúng. Mình đã lót lên được cái cây rồi. Vậy thì giờ bắt đầu sửa cái đường dẫn nè. Thì các bạn thấy là do mình đang đứng là đứng từ Semblet. Mà mình đứng từ Semblet á, thì khi nó kiếm mặc định là nó sẽ kiếm vào từ cái web content nó đi vô. Do đó cái đường dẫn tới setup của mình á, là chúng ta đứng là đứng từ web content chúng ta đi vào các bạn. Được không mọi người? Do đó cái chỗ này nè, các bạn sẽ thay thế chỗ này bằng cái gì? Folder access của mình hồi nãy mình vừa tạo chứ gì nữa. Đi xịt tới style.setup. Đây mở cái file template.zip ra. Đó, mở template.zip thì đây là cái tới cái folder access đã mình vừa tạo đó. Rồi chỉ tới folder nào? Rồi chạy thử cái đi. Đó, đẹp lại liền. Chỉ mở lên cái setup sửa lại cái đường dẫn thôi này. Trong cái file template. Đấy, không có sai được rồi. Hả? Đó có, bây giờ có thời điểm như vậy là được nè, là ăn setup rồi nè. Đó, như vậy là ăn setup, còn cái đường dẫn hình mình chưa sửa thôi. Không phải có 404. 404, vậy là trong cái phần mồi. Redirect. Nào, forward. Redirect. Trong forward. Không, redirect trong web content thảo luận rồi. Có chừng đặt lộn nè, rồi web XML là phải vào trong web info, có chừng đặt lộn nha. Đây, coi cái cấu trúc rồi xếp lại. Web info là cái nơi chứa cái file web XML. Thì các bạn nhớ là sau này ở ngoài á, là chỉ có cái file redirect.jp thôi. Trong cái window web content á, mình bỏ vô trong cái web info á. Rồi trong web info thì có web XML, thì nó biết được là lót cái channel nào, đó là cái cấu trúc hoạt tính. Giống như anh Việt MC có web cho mình biết gì đó. Được chưa lớp ơi? Xô cái hình thì sửa cái đường dẫn vô cho nó. Vậy thôi giờ mệt quá kiếm thì may sửa thành access thì may đi nhớ lẹ lớp. Mình cho nét vô sửa luôn nhớ lẹ nha. Vậy thì giờ kiếm tới thì may. Đây, kiếm tới cái phần đề may đây nè, mấy cái đường dẫn hình đó nè. Đây ổng nè, Emacic logo nè. Vậy thì mình sẽ kiếm email này đúng chưa? Và mình sửa thành asset là cái folder asset mới tạo xịt email. Vậy chứ lẹ. Relay on luôn. Đó, kiếm email sửa thành asset email. Relay on cái sell lại luôn. Rồi, chạy lại cái. Đó, lên giao diện luôn, lên luôn. Rồi, là tích hợp được cái template rồi. Để tổng như là làm cái áo thôi. Đó, tới thời điểm này là đưa nó được vô cái template của CP rồi. Đã làm web lại, có thể làm. Mà làm một trang cái trang riêng không chứ. Sửa, có kiếm nước mắt cái chỗ sửa. Đường dẫn, chúng ta sẽ đi kiếm email. Chúng ta sửa thành access email. Đây nè. Cái chỗ redirect đó hả? Chúng ta CP 2.forward. Hôm thì chúng ta có gọi tới folder template chỉ cái file nào ra. Forward chưa hả? 404 vậy là cho đưa đường hoa thường không? Hoặc là đường dẫn của cái S hay hoặc là coi cái cấu trúc file. Nhớ là lớp ơi, coi chừng mình đặt lộn mấy cái file á, thì đấy là một số bạn chúng ta bị đặt nhầm đó. Là web XML là nằm trong web info nha. Rồi ở ngoài cùng của mình bây giờ chỉ có cái file redirect thôi. Nó sẽ kiếm kiếm vào đây, nó sẽ đi vội vào trong cái select này, select để làm sao lost cái template này lên, định nghĩa cái trang nào lost được cái này đâu. Đó, cái flow nó xử lý như vậy.
Thầy đặt chữ thường thôi, mấy cái đường link đó, thầy đặt chữ thường thôi, cái dễ, có công việc. Rồi, chào nha, tới thời điểm này là phải mở tạo Ghost Blender, CSS Ghost Blender hình ảnh nha. Điểm này là lên được cái giao diện như vậy rồi. Vậy thì bây giờ tiếp tục là mình định nghĩa cái khu vực thay đổi này đúng không? Mà thấy là trong cái bộ HTML á, là có phải mình chỉ cái là đây là cái khu vực thay đổi chứ gì nữa. Và mình thấy rằng nếu mà các bạn sử dụng Framework hoặc là bạn xài Google Chrome á, các bạn chọn lên phần tử ở trên đó, thì đây mình thường mình xài Framework, thì các bạn thấy Left Content là cái khu vực thay đổi kìa. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Mình đi tới Left Content, mình xóa hết những cái HTML bên trong đó chứ gì nữa, và mình đánh dấu đó là cái chỗ đó với cái trang còn vô. Thì nếu làm với admin MVC thì chỗ đó là Atom Render Body, đúng chưa? Còn ở trong Java thì chỗ đó là CP2.inlus, được chưa mọi người? Cái ý tưởng lập trình nó ná ná nha thôi đó. Vậy thì cái nhiệm vụ còn lại là mình đã xác định được cái khu vực thay đổi rồi, đi kiếm tới thẻ Left Content đi lớp ơi, vào trong cái file template đi search Left Content thẳng nè, deep left Left Content, đây là cái khu vực thay đổi nè. Kiếm không đó, kiếm cái deep left Left Content. Mình sẽ đi ẩn lại các cái nội dung bên trong cái deep left Left Content này, ẩn nó lại để mình xóa cái chỗ lẻ đó. Tự kéo nó mất công lắm, với lại khi em chính xác đó thì đường này xóa thì ẩn lại như vậy, thu nó lại kiểu đó mọi người đó, kiểu không vẫn giữ cái left content lại nha, ẩn cái trong rồi thầy cô đó thầy nhấn delete, nhấn cái phím delete nó xóa hết cho lẹ, xóa luôn cái deep left layer nha, có nghĩa là trong left content giờ chỉ còn như vậy nè, nó còn rỗng như vậy đó. Đó thì đây là cái khu vực thay đổi. Trong deep plus left content xóa hết những cái gì bên trong nó đi, thì chạy lại cái hả. Rồi cái trang của mình giờ là bên trái là rỗng rồi đó. Đây là cái khu vực thay đổi nè. Nè ha, đó để chống đi lót cái dân cho tương ứng lên. Xóa hết nguyên cái thằng đó luôn thầy. Đừng xóa cái deep plus left content nha, xóa nội dung bên trong thôi. Đây nó là cái khu vực thay đổi mà. Ẩn nó lại rồi nhấn delete á, cho nó lẹ. Ẩn là delete nó mất luôn á. Không, cô qua, cô qua. Và mình đánh dấu cái chỗ này là khu vực thay đổi chứ gì nữa, thì CSP2.inlus vào chỉ ra chỗ này là cái biến bê phở. Lưu ý nè, các bạn tự phát sinh nó thêm cái dấu này nè lớp ơi. Có những hồi bị lỗi, tự nó sẽ phát sinh cho mình cái dấu này nè. Hồi nãy các bạn vừa mới gõ ra nó có dấu này không? Không có luôn hả? Không có. Nếu mà một số cái clip á, nó phát sinh giống như mình hồi nãy á, thì bạn nên xóa nó đi. À, rồi, đó, thì đó là khu vực thay đổi. Đúng chưa? Quay với lại nãy chúng ta làm cái template đơn giản như đó. Thì giờ cái bên phở này chính là bên trong mấy xe nó đẩy qua giống hợp lúc nãy. Nhưng mà có cái điều lưu ý chút xíu là các bạn thấy là khi mà nó load lên á, nó load lên nó chạy như vậy, là nó đang load đứng từ cái trang template.cp. Mà từ template.cp mà mình muốn load cái object của hơn
thì giờ mình mới coi cái cấu trúc đường dẫn của nó nè, nó đang đứng với template mà lúc nó chạy qua nó cần load cái object của hôm thì nó phải quay về cái folder cha là folder template, nó mới chạy cái folder hôm nó mới vô lấy object, hiểu không lớp ơi? Do đó cái đường dẫn của mình là mình phải đầu tiên quay về cái folder cha cái là chậm chậm, giống như của HTML vừa mình đang làm đó. Do đó bây giờ trong home controller chúng ta định nghĩa cái biến bên mở để chúng ta load vào trong cái khu vực thay đổi này, được không mọi người? Vậy thì các bạn vào trong home controller, chúng ta lấy request, chúng ta gọi set HTML bên mở và chúng ta chỉ ra cần load cái gì. Thì giống như thầy nói lúc nãy là mình đang đứng và đứng từ cái ray phải quay về cái folder template mới chạy tới home mới vô lấy để trong CV bên trong. Do đó chỗ này là quay về folder cha chấm chấm là về được tới folder family rồi thì mới chạy tới cái folder home chứ gì nữa, đi gọi cái file index chấm cp bên trong đó ra đó. Như vậy là bây giờ là người ta đã biết được là lost rồi, lost cái trang index đó rồi. Ok rồi, chạy thử cái thì giờ mong muốn được trang trắng. Thì cái trang trắng đó là mình đã chia thành hai khúc rồi đó. Một là cái template, hai là cái khu vực thay đổi. Và mình load được cái trang index trong hôm bên rồi. Hiểu không lớp ơi? Thử cái đi. Vậy thì chọn nguyên process thì chạy lại cái là có kết quả tới thời điểm để được về. Nhớ là phải có folder home và có folder index ở trong đó nha. Cái file template, cái file index trong đó. Rồi, kết quả giống như cũ nhưng mà thực sự nó nằm ở dưới là nó đã lót hai cái rồi đó. 500 luôn rồi nè. 500 luôn. Vậy là sai cost rồi. Coi coi đóng mở sao. Sao lại? Cho coi là cái chỗ mà nước này. Đây, cái dường như cái dấu xịt ở đây á. Ừ, đúng rồi, dư đúng không? Một số clip nó phát sinh nó thêm cái dấu xịt nó vô nữa. Nên nói bạn vì cái lỗi nó báo là có đóng đầu gì đó. Nó CP lost guy. Bây giờ là cái trang index giờ là gì? Là có phải mình sẽ đi vô trong cái bộ HTML gốc design nó thiết kế mình lấy cái mớ này qua không? Cái mớ mà thầy tô này nè. Đây nè. Đúng chưa? Giờ là lấy bên trái. Thì nếu các bạn xài Framework của Framework rất là lẹ lắm ơi. Thầy thường thầy xài cái này rất lẹ. Đây là web content này, nhấp chuột phải lên đó, copy inner HTML. Đó, cái mở vào trong index, bắt cái rẹp vô, xong chuyện hơn. Cần cho CPM. Đó, thầy thường thầy xài cái này rất là lẹ. Ha, đây mình xác định được khu vực thay đổi là left content rồi, nhấp chuột phải lên copy inner HTML là lấy hết cái HTML bên trong cái left content đó, dục vô trong index của cái trang hờ xong chuyện rồi. Chạy thử cái thì giờ nó lên được cái nội dung nè, đây đó, nó lên được kìa, là cái trang index của ta kìa. Đừng dẫn hình ảnh cho chưa sửa thôi, relay cái xong chuyện cái gì đâu. Hình cho nét kiếm email sửa thành access email, relay on cái sell lại lên giao diện giống hệt như cái trang đốc của mình. Nếu mà các bạn xài Google Chrome cũng như cũng được á, thầy nhớ mang máng là Google Chrome nó có cái Express 11 á. Google Chrome nó phải Inspect nè, nhưng mà thầy thường thầy không xài bên đây. Left command copy outer nó ngoài rồi, nó có inner copy thì là mình đều copy cái này luôn rồi. Đó các bạn dòng dòng thứ coi, còn thầy thì đường thì xài framework thì góp mà hay nhắc chuột phải thì copy inner cái. Các bạn lên Google nếu mà xài Firefox quá, các bạn gõ trên Firefox để nó install cho mình vô luôn. Thì thường thầy xài này rất là đó, đây nè, đó, thầy chọn cái khu vực thay đổi có viên hơn. Bắt vô cái khu vực cái gì đó. Đây là cái trang kết quả nè, giống hoặc như cái HTML lock. Được chưa, nhưng mà mình đã chia tên đây, chia này nọ rồi. Thấy chưa, tại thầy nói dễ mà. Nói gì đâu có. Mình hiểu cái chế trên rồi. Có trên mồi vô serverless, serverless xử lý xong rồi con lên chỉ cái khu vực thay đổi là vậy.
lúc đầu thì nói lý thuyết bạn lấy tính nhân dài nó nhiều khi nó đường đà, nhưng mà mình hiểu cơ chế xử lý cái những phần đấy còn cái gì khó khăn hơn. Nhiệm vụ của các bạn là mấy trang còn lại làm cái trang ở bờ ớt trước đi, làm trang ở bờ ớt trước nè, rồi làm cái trang lẻ lẻ trước đi, còn hồi tới cái chỗ mà rollers với account thì chúng ta làm sao ở bờ ớt là trang lẻ lẻ nè, construct nè, view card nữa nha. Không thấy. Rồi nhiệm vụ của lớp là dựng mấy cái trang con đó đó. Đào. Ờ, xài cái này hả? Xài cái này không có đâu. Cái này mới xài đi. Không nào mày không muốn có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Ờ, chờ chờ đi. Mở cái nó bị cái dựng đi đó qua. Bỏ qua. Không bị bỏ qua. Để ép cũng được. Cái đó. Thì đây nè, đây là cái dạng menu nè. Đấy, đây là dạng menu nè. Thì chỗ này là mình gọi về Semblast chứ gì nữa. Đúng chưa, đã giống như cái mini đó. Thì chỗ này là, không có tránh HTML nha. Là hơn. Mở cái function này đi kiếm tới cái dạng menu. Nó dòng 24 đó, đó là cái dạng menu đó. Thì cái chỗ href này chính là gọi về Semblast của mình thôi. Dạy thử cái nhiều khi đặt trong cái HTML của bạn nhìn các bạn chưa quen thôi chứ nó không có gì trơn hết đây nè. Thì mặc định nó là index.html nhưng mà của mình là mình đang chạy Semblast và gọi về Semblast, đúng chưa? Rồi lớp có nhiệm vụ làm cho thầy Bowers, làm cho thầy construct, làm cho thầy shopping cart, nó có cái trang cart đó ha. Rồi phải không? Là bây cái hình mình qua bên trong này. Dạ, đó bây qua bên trong rồi sau đó sử dụng inspect để chọn. Rồi nha, thì để lớp làm nha. Thì mới mốt mình sử dụng hai bên đây mình đổ dữ liệu lên cái đó là thành cái xe động rồi. Hai bên đây bữa mới học mấy buổi rồi. Ha, đầy đủ cái kiến thức về nó hết rồi. Đó, như vậy đó. Mình đã nắm được cái khoảng là 60-70% của CV Select rồi. Nắm cái flow xử lý hay loss trang lên như thế nào đẩy qua cái dữ liệu. Những cái trang con như là About Us hoặc là Construct Us hoặc là cái trang cạc thì các bạn sẽ đi tạo ra mấy cái Semblast mới cho riêng đó. Còn cái trang product với cái trang account thì mình sẽ đi một Semblast mình xử lý nhiều hành động. Không có mình mở cái bộ HTML. Mở là mở cái bộ HTML của người ta. Cái bộ flow shop mà thì gửi đúng rồi. Mở nó bằng Google Chrome. Và sau đó mình lướt cái flow của người ta đổi. Mở vào ở bên trong cái trang index của hôm. Bộ template của nó các bạn lít chuột của mình view card nè. Đây nè, đó. Thì trong môn này chúng ta cũng sẽ xây dựng một cái shopping cart thử nha. À, đây. Đó, các bạn coi vào shopping cart đó. Đó là mấy cái trang lẻ lẻ đó. Đây, các bạn làm mấy cái trang lẻ lẻ thôi. Nó không giống như admin SMBC tạo rồi set cái rẹt lên cái mình new cái có sẵn hết rồi. Sau ba chúng ta phải qua một số cái bước nó sẽ ốc nấu điện. Cái bài mấy hình nó vẫn còn
Ai làm xong thì làm Rollers. Rollers gồm có là category, là cái chỗ mà cái trang trang flower đó, special gift và right là detail đó. Thì cái này là một cái serverless chúng ta xử lý ba hành động đúng không? Cao thì chúng ta có hai cái là my account và register.